Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Etu Mobile. Hôm nay thì mình sẽ có một cái thủ thuật để giúp cho các bạn có thể tăng nét được cho bức ảnh khi mà các bạn kéo ở trên Facebook về, hay là những bức ảnh mà các bạn tải ở trên Google về mà chất lượng nó quá kém, khó nhìn. Thì ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Và cái ứng dụng này nó sẽ có tên là Remini. Đây không phải là một cái ứng dụng mới, nó đã có từ khoảng tháng 10 năm ngoái, đã rất là nổi rồi, nhưng mình thấy vẫn có nhiều bạn chưa biết. Thế nên hôm nay mình vẫn sẽ làm video để có thể chia sẻ được cho các bạn cách thức để cho chúng ta có thể tăng nét được cho những bức ảnh mà các bạn kéo ở trên mạng về, hoặc là những bức ảnh mà các bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng mà nó bị mất chi tiết. Rất là ngon nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Và như thường lệ thì các bạn nào quan tâm đến những sản phẩm smartphone giá rẻ thì có thể tham khảo tại Etu Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Thì trước tiên các bạn sẽ phải tải về cái ứng dụng Remini cho mình. Thì đây là một cái ứng dụng miễn phí, các bạn có thể tải về trên CH Play đối với những chiếc máy chạy Android, hoặc là những cái chiếc máy chạy iOS thì các bạn sẽ tải trên App Store. Thì chúng ta sau khi tải về rồi sẽ bấm mở nó lên. Và đây là một cái ứng dụng miễn phí, thế nên các bạn sẽ thấy khi mà mở lên nó sẽ có một cái quảng cáo của app. Và trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thì nó cũng sẽ có những cái quảng cáo dành cho những cái bức ảnh khác nhau. Thì các bạn sẽ để ý điều đó nhá. Và nếu như các bạn không muốn trả phí á, không muốn phải chờ đợi ấy, thì các bạn sẽ có thể đi vào đây và mua bản Pro. Thì các bạn sẽ không cần phải chờ quảng cáo nữa. Trong đây thì chúng ta sẽ có khá là nhiều mục, nhưng mà chúng ta sẽ để ý nhất đến cái mục là Enhancer. Thì đây sẽ là cái mục tăng nét cho ảnh. Còn Enhancer Plus thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải mua. Còn Video Enhancer thì nó cũng sẽ là tăng nét cho video. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần này trước. Thì các bạn sẽ có ở đây là một bức ảnh mà mình tải trên mạng về. Nó bể rất là kinh khủng. Các bạn sẽ thấy những chi tiết, những cái điểm ảnh nó đã ra hình vuông và nhìn nó không còn cái gì là cái hình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào tích. Và ở đây thì nó sẽ dùng thuật toán để có thể hồi sinh lại những chi tiết của vùng khuôn mặt cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một quảng cáo khoảng tầm 30 giây vì nó là phiên bản miễn phí mà. Nếu các bạn không muốn chờ quảng cáo thì như mình đã chia sẻ rồi, các bạn có thể mua bản Pro, nó khoảng tầm hơn 100.000 một tháng. Thì đó sẽ là giải pháp. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ. Sau khi mà đã chạy xong quảng cáo thì các bạn sẽ bấm vào nút X để cho nó tắt đi. Và chúng ta sẽ chờ bức ảnh lên. Đây là bức ảnh trước và đây là bức ảnh sau. Các bạn có thấy nó khác một trời một vực các bạn? Trước, sau, trước, sau. Bức ảnh của chúng ta nó đã nét lên rất là nhiều, rõ rệt đấy. Kể từ những chi tiết vùng tóc cũng vậy. Các bạn thấy không ạ? Mờ mờ, ảo ảo. Thì đây, nó đã ra sợi nhiều hơn. Và nhất là khu vực khuôn mặt, nó đã mịn hơn, chi tiết tốt hơn, ngon hơn. Ngay cả vùng áo này cũng thế. Nói chung là bức ảnh nó đã được khôi phục chi tiết gần như là toàn bộ. Rất là kinh khủng. Nhưng mà vẫn sẽ có một số chi tiết, ví dụ như đứa trẻ đứng sau hình này, các bạn thấy không ạ? Nó ra hình như kiểu con Annabelle đang đứng sau ấy, nhớ rất là buồn cười. Và ngoài những cái bức ảnh mà các bạn tải ở trên mạng ra thì cái ứng dụng này nó cũng giúp cho những cái bức ảnh của chúng ta khi mà chụp trong điều kiện thiếu sáng nó lấy lại chi tiết một cách tốt hơn. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ có một bức hình chụp đứa em trong điều kiện thiếu sáng. Thì các bạn sẽ thấy nhìn thì nó cũng khá là ngon đấy chứ, bởi vì là mình chụp bằng 12 Pro mà. Nhưng khi mà chúng ta xử lý qua cái app này, nó vẫn mang đến chúng ta một cái trải nghiệm, một cái tầm cao mới về cái chi tiết của ảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi tiếp, bởi vì ngay sau đây sẽ là 30 giây dành cho quảng cáo. Sau khi quảng cáo đã chạy xong thì chúng ta sẽ cùng nhau tắt nó đi. Bức ảnh của chúng ta sẽ hiện lên 3, 2, 1. Đó. Các bạn có thể thấy này, trước này, sau này, trước này, sau này. Nhìn gần như là không có sự thay đổi đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta zoom lên, các bạn nhìn ở vùng mắt và vùng chân mày nhá. Đó, chi tiết ngon hơn, nhìn bức ảnh nó đã có độ trong tốt hơn. Và ngay cả những cái vùng ở phía sau này, các bạn thấy không ạ? Tóc này, sợi nào ra sợi đấy này, rất là ngon. Hay là ngay cả chi tiết ở mặt con cờ hó này, đó, nó cũng đã được làm nét với chi tiết tốt hơn. Nói chung đây là một cái ứng dụng, nó không chỉ giúp cho chúng ta có thể cải thiện được chất lượng hình những cái bức ảnh mà các bạn tải trên mạng về, mà ngay cả những bức ảnh mà các bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng, các bạn muốn có một chi tiết tốt hơn, bức ảnh trong hơn một chút, thì ứng dụng này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm điều đó. Và sau khi mà các bạn đã làm xong tất cả các bước rồi thì sẽ bấm vào cái nút này, nó sẽ tự động lưu vào máy và các bạn cũng sẽ có thêm tùy chọn, đấy là up lên story hay là up lên Facebook, share lên Facebook hoặc share lên story. Thì đấy là cái ứng dụng mà mình chia sẻ được cho các bạn trong video ngày hôm nay. Mặc dù nó không phải là một cái ứng dụng quá mới mẻ ở thời điểm hiện tại, nhưng chắc chắn vẫn chưa thể nào mà 100% chúng ta đều biết được. Thế nên mình vẫn làm video để có thể chia sẻ đến cho các bạn. Những người chưa biết thì sẽ biết thêm.
Và các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên để nút like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Itu Mobile. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.